Xin chào các bạn. Mặc dù bây giờ mình không còn thấy nhiều nữa, nhưng mà ngày xưa thì bánh tổ là cái món bánh luôn có mặt trong nhà ở mỗi độ xuân về. Đa số là người ta mua hơn là tự làm như là bánh tét. Bánh tổ Quảng Nam ngày xưa thì gói trong bỏ trong một cái rọ nên gọi là rọ bánh tổ. Lấy ra khỏi rọ thì gọi là ổ bánh tổ, giống như là ổ bánh mì chứ không ai gọi là cái bánh tổ. Bây giờ mình giới thiệu các bạn có hai công thức. Thì mình giới thiệu cái công thức hiện đại làm nhanh trước, là mình làm bằng bột nếp. 200g bột nếp mình trộn vô với 50g bột mì. Đường thì mình xài đường vàng, 175g đường nâu, đường vàng gì cũng được. Tức là mình xài 70% so với lại bột. 250 bột thì 150 đường. Mình cho vô 2 muỗng cà phê bột gừng. Mình chỉ cho 1 muỗng trước, rồi mình thấy nó không thơm, lát nữa mình sẽ cho thêm vô 1 muỗng nữa cho nó thơm lừng lên. Mình trộn sơ bột với lại đường cho nó đều chút rồi mình mới đổ nước vô. Nước thì nước ấm, hơi nóng nóng một chút xíu. Mình bỏ microwave cái nước 250g nước này, mình bỏ microwave cả 1 phút á. Thì 250 bột là 250 nước. Mình xài nước ấm là để cho nó bột nó hơi ra hồ một chút á, nó khỏi trong khi mà nấu bánh chưa chín nó khỏi lắng xuống ở phía dưới thôi, chứ cũng không có cái gì quan trọng. Mình đánh hoài cho đến khi mà bột nó nhuyễn ra thôi. Sau mà khi mà đánh cho bột nó nhuyễn với trong nước rồi á, thì mình để cho bột nó nở, nghỉ khoảng 20 phút, mình để một bên. Bây giờ thì mình thêm vô một muỗng cà phê gừng. Nếu mà bạn không, cái này là công thức nhanh, thành ra cái gì mình cũng mua đồ làm sẵn hết. Cho vô 1/5. Cái muỗng đó là 1/4, nhưng mà mình hơi lưng lưng thì mình tính 1/5 muỗng muối. Và màu thì mình xài nửa muỗng cà phê hắc xì dầu này. Thay vì mình làm đường cháy lên để cho nó ra cái màu nâu đậm hơn, thì mình lấy cái hắc xì dầu này mình bỏ vô, nó không có cái mùi vị gì đặc biệt để mà làm hư cái bánh mình đâu. Bây giờ khuôn thì mình xài khuôn vuông 16 x 16 cm. Mình lót, nếu các bạn muốn lót 2 miếng lá chuối thì cũng tốt hơn, mình lót có 1 miếng à, để mình chủ yếu là mình để mình dở lên cho dễ thôi. Mình đổ bột qua cái rây để mà có cái nào mà nó còn lợn cợn thì nó vướng lại. Có thể là mình lấy cái vá mình đè nó xuống luôn. Trong lúc mình làm này thì trước đó mình đã cái nồi hấp á, mình xài IP. Mình cho nước vô cho nấu nó cũng gần sôi rồi, thì mình bỏ cái khuôn vô, bánh vô mình nấu. Mình đậy nó lại để cho hơi nước ở trên nắp, tại vì cái nắp nồi Instant Pot là cái nắp nó nằm ngang á, cho nên nước nó có thể nhỏ vô trên mặt bánh, nó làm bánh bị rỗ mặt và bánh sẽ bị nhão. Mình xài IP steam rồi more, mình chọn 35 phút cho chắc ăn à. Rồi mình để đó nó tự nó có ve nó rớt xuống thì cỡ 20-30 phút gì đó, không quan trọng. Nếu mà các bạn nấu nồi thường á, thì thời gian gấp đôi như vậy, 35 thì thành ra 60-70 phút gì á. Vì mình làm YouTube á, mình làm lẹ chứ mình để sợ trễ quá thì nó không kịp, thành ra mình gỡ lẹ ra. Chứ nếu mà để 2 ngày á thì nó cứng, nó dễ cắt dễ rồi hơn. Cái này thì nó mới nấu ra nó còn dính dính á, thì nó dính mình mang bao tay vô rồi mình lấy sợi cước mình cắt nó khỏi dính dao dính gì hết. Mình cắt bị sẹo chỗ đó rồi. Cái này nó còn dẻo, bột nếp mà giống như mình làm bánh
bánh gì mà bột nếp là nó còn nóng á, là nó mềm vậy. Các bạn thấy nó mịn ra trong đó. Cái bánh đó gọi là bình dân, không có gì đặc biệt, nhưng mà thường thường á người ta có thể mà người ta ăn như vậy được, nhưng mà chiên lên á thì nó rất là ngon luôn, tại vì nó cái mùi dầu vô với lại nó hơi xém xém cháy á. Ở quê thì người ta để rồi móc mèo, cạo có móc mèo vô là đem chiên. Cái thời mình á, chứ bây giờ là văn minh tiến bộ rồi, vì mình đổ cái tí xíu dầu thôi, chỉ tráng cái chảo thôi á, đựng có do cái vá này á, xài nhiệt độ cao được nha, nướng đồ gì cũng được, nhưng mà mình thấy khó quá mình lấy qua cái gáo dừa, cái bằng dừa á, mình nạy nó lên, nó vẫn còn dính á, đen đen cũng ra đường cứng luôn á, giòn mấy cái chỗ đen đen đó nó là mè với phần nó đường, nó đường vàng á, nó lên chút nó mà nó giòn rụm, mà ở phía trong thì còn dẻo, cái lớp ngoài thì nó giòn. Bây giờ mình bẻ tí làm miếng thêm miếng nữa để nguội thì nó cứng lại chút. Giòn không, quá sức luôn, ăn cũng dễ ghiền lắm, cũng dễ mập luôn đó. Chỉ đơn giản vậy thôi, làm để là làm rất là nhanh. Bây giờ cách thứ hai là cách cổ truyền, nhưng mà dụng cụ thì hiện đại. Mình trước tiên là mình lấy 40 g gừng, gừng cứ gọt rửa sạch là được rồi, không cần gọt vỏ. Rồi mình bỏ vô 100 nước mình xay, cái máy xay này xay nhuyễn ra luôn, thành ra mình nó còn một cục lát mình lấy vô mình xay lại, thì mình cũng chưa lọc, để mình cuối cùng mình phải lọc. Còn nếp á, mình xài nếp hạt dài 400 g, mình ngâm qua đêm, mình xả sạch để ráo thì mình bỏ vô mình xay. Sau khi xay xong á thì mình làm sao mà vừa bột với lại vừa nếp với mà nước là 800, nếu mà nó dư á thì mình phải bỏ vô bao vải để lọc cái nước nó ra, bỏ bớt đi cho đủ, còn 800 rồi bỏ vô 100 g bột gạo, có thể bột gạo hay là các loại tinh bột bỏ vô cũng được. Đường thì các bạn xài 300 g đường, mình chia nửa ra, một nửa mình để lên bếp lửa trung bình đó, còn cái nước mà gừng hồi nãy á mình bỏ vô microwave 1 phút cho nó nóng lên mình mới đổ vô nghe. Nếu mà bạn đổ nước lạnh là nó thành đông kẹo luôn á, giống như cái gì mà có đường. Cái này làm chủ yếu là mình lấy cái màu, mình nếu hồi xưa á mình thấy ăn bánh tổ mà đường trắng á, lại thấy nó sang hơn cái đường đen. Bây giờ thì mình lại muốn đường đen, cái số đường còn lại mình chia ra làm đôi hồi nãy mình bỏ vô luôn, rồi mình nấu cho nó tan lại. Nó vừa tan á thì bột hồi nãy mình để sẵn rồi, mình đem cái chảo này mình đổ ngay vô trong bột luôn, để nhưng mà đổ từ từ, đổ từ từ vô nước đường còn nóng á, có mấy cái còn lợn cợn đó mình cứ trộn hết. Nhưng mình xài 400 bột nếp nếp rồi 100 bột gạo là 500, mà mình xài 300 đường tức là mình xài 60%, có nhiều người xài tới 100% luôn á. Mình hơ 2 miếng lá chuối để cho nó mềm, nếu mà nó bị lủng lỗ mình đổ nước bột vô là nó chảy, thành ra nếu mà bị lủng chỗ nào là mình phải thay cái lá khác. Mình chỉ bỏ đơn giản vậy, một lớp lá thôi. Ngày xưa thì người ta làm cái rọ giống như cái rọ mà che cái mõm con bò, và ngày nay mình có thì mình xài cái rổ này. Trước khi đổ bột vô trong cái khuôn đó thì mình cho nó qua cái rây để mình lấy cái lại cái sắt gừng với lại cái những cái bột là đường chưa tan gì đó thì mình gạn nó lại luôn.
mình để nó qua bên đó, mình lấy cái vá mình đè nó xuống, tại vì có sát gừng á nó không có chảy hết xuống. Xong rồi mình đổ vô trong hai cái khuôn mình làm sẵn đó. Cái sửng thì mình cũng bắt lên bếp trước đó rồi, nước mình đổ gần sát với cái vỉ, khuôn mình cũng đổ vô, mình đổ thẳng vô ở trong trong cái sửng luôn. Cái sửng này thì mình làm bằng cái chảo, lấy cái chảo rồi mình lấy miếng lót pizza mình bỏ vô mình nấu khoảng một từ 45 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ, tùy theo cái bánh bạn đổ dày hay mỏng. Dày hay mỏng thì không quan trọng, bạn chỉ cần nấu trong khoảng thời gian đó rồi mình lấy cái cây tăm á mình chọc nó vô mà nó không dính là được. Mình nghĩ cái nắp nồi này nó vung á, thành ra mình không có đậy, nhưng mà nó cũng có vô nước một chút á, mà cái nhìn cái mặt bánh nó vẫn còn láng à. Cái bánh bên kia thì nó hơi bị vô nước một chút, nghiêng đổ nó ra. Khi bánh còn nóng á, thì mình rắc mè lên, nó dính vô. Còn nếu mình để nguội rồi mình rắc lên thì nó rớt ra. Mè này là cỡ một muỗng cà phê mè đã rang rồi, bạn muốn mè trắng cũng được, mè đen này cũng được. Nếu mà còn cái nếu mà còn xài khung á, mình không có lót lá chuối thì bạn có thể bỏ muỗng cà phê dầu dừa vô mình quét. Bánh á, thì mình có thể để trong tủ lạnh cỡ tuần lễ 10 ngày mình thấy ok. Còn nếu mà để lâu hơn á thì mình để đông lạnh. Còn mình ở cái xứ mà lạnh này á, bạn cứ để ở ngoài khoảng 2-3 ngày cũng không có sao. Mà cái lượng đường của mình á, là luôn luôn làm thấp hơn, nhưng mà mình ăn cũng thấy rất là ngọt rồi. Nếu mình làm ví dụ 500 bột mà bạn bỏ 500 đường á, không quá ngọt đi, mình chỉ bỏ 60% tới 70% là tối đa cho mình thấy ăn là vừa rồi. Nhưng mà làm đường nhiều á, thì bánh mình có thể để lâu hơn. Thôi chỉ có đơn giản vậy thôi. Nếu mà các bạn làm, mình chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.